ta hay như thế mà đánh như là nhạc đám ma mà ngày nào cũng đánh. Chiều chiều trên bển vấn lâu mà ai ngồi ai câu ai sầu ai thạp, ai thương ai cả mà ai nhớ ai mong thuyền. Ai ai cái gì nhấc lên. Chuyện chi rồi mù. Đứng lên. Mày ngồi một chỗ thì bè ghế nó bẹp một chỗ thôi. Mày nhích qua nhích lại mòn nguyên cả cái ghế của tao. Mày nên nhớ là đây. Mày nên nhớ cái ghế này tao mua là tao tính đến đời cháu nội tao á, ngồi nó mới mòn. Mà mày ngồi như này là giảm thọ cái ghế của tao còn gì nữa. Chú con cha này... mù ơi mù nói chí nghe buồn cười quá. Mù như rí mà còn trính nguyên mà lo chí chồng nồi chồng ngoài. Mệt quá à, lo xa quá, làm mất cái nguồn cảm hứng của em rồi. Em phải đàn tiếp đây. Mày ngồi nhích ra tí đi, ngồi ở đây thứ bảy chủ nhật mà hai đứa nhà em đi chơi đâu ế độ hả em? Bởi em ế độ khi nào đâu. Coi như em buồn là em ra vườn nghe, em ngắm trăng nha, em làm thơ rồi em ăn hộp vịt luồng rồi chị. Con này thế mà nó tính kỹ nhá, ngồi nhà chắc ăn đỡ tốn tiền. Nói thật thời buổi này á, bạn tí là xỉa tiền ra, xót hết cả ruột. Mà nói thật, chả biết bọn đàn ông chết tiệt nó biến thằng nào hết không biết. Để ba đứa chúng mình ngồi cứ mốc lên, chả có ma nào đến hỏi. Ê, giỡn hoài nghe. Hai đứa quay mốc chứ tao không có mốc mà nghe. Sao? Chị ơi, nói đến mốc em mới buồn chứ thân em đi chị. 22 mùa lạ rùng rồi mà chưa có thằng đàn ông nó rờ vào vai em hết đó. Buồn ơi, hả? Đi mẹ ơi. Mày nói ai 22 mùa lá rụng con hoa kia? Thì em đi chứ còn ai nữa. Mày chạy ra mày soi gương cho tao đi. Ôi giời, cái mặt già khú đế, cái nhăn nhúm như thế kia mà lúc nào 10 năm nay ai hỏi cũng nói là em chỉ có 22 mùa lá rụng. Sợi, mày đi ngược thời gian à? Anh ấy hay là người hành tinh khác? Mù ơi, sao mà mù xài cái chi mà cũng tính kỳ càng. Mà riêng tuổi em mù xài sáng dựng rửa. Chú trai nói 22 tuổi mà còn ngồi không như trí nè. Là người ta cười vào mặt em rồi. Nói là 40 tuổi mà phong không chiếc bỏng như trí là ột dột lắm. Em giảm nói đâu. Trời ơi, mà em nói tiếc cái em đã thủ thật cáo sổ tiệc đó. Sao? Từ hồi đi học đến bây giờ đó. Sao cưng? Trời ơi, không ai đã đụng vào em là răng chì. Ôi vậy hả? Không. Mà mày nói tuổi bé giờ chưa ai đụng vào người mày hả? Dạ. Vậy là mày ế sưng ế xỉa, ế trỏng gọng ra rồi. Mà ế như thế là giống tao. Ờ không ạ, không mà em không có giọng chì mô nghe. Em quên kể cho mấy chị nghe nè. Sao? Năm 17 tuổi là em có một tình yêu. Có. Chú trai anh đẹp trai vô cùng nghe. Trí thức vô cùng. Chú trai tình yêu của em là một tình yêu tha thiết. Một tình yêu trống sảng. Một tình yêu lãng mạn. Một tình yêu vô cùng romantic. Rửa mà coi như là chị mà có 3 tháng là chia tay rồi. Sao vậy? Chứ có mù vờ hẳn lấy giáo rượt chạy thầy mù nồi chứ chí nữa. Trời ơi, coi như là đời em gặp thuộc sinh rồi hái chì nờ. Cô mày tưởng mày thuyết kiều hả mày? Dạ em kiều nhi đi chị. Mày có môn kiều nội kiều má chứ kiều nhi kiều bà. Thiếu gì người không lấy tự nhiên lấy chắc có vợ chi cho khổ vậy. Sao không bắt chết như chị vậy nè. Chị rắn sao? Trời đất ơi, tao thấy hai đứa bay vậy tao tội nghiệp, tao thương hết sức luôn vậy đó. Sao chị á hả? 13 tuổi chị có kép rồi. Chú cha mẹ ơi, 13 tuổi là biết yếu rồi. 14 tuổi có người tới cưới rồi. Ôi, sướng quá mày. Cha ơi, 14 tuổi là trong vòng tay là chị thành đàn bà rồi đó. Kể tiếp. Nhưng mà 15 tuổi chồng tao chết. Rồi 15 thì để chồng chết rồi. Quả phụ cô đơn. Ê, nhưng mà từ lúc chồng tao chết tới bây giờ nha. Trời đất ơi, trai nó theo tao tấp nập, tao phủi không hết gì nó bay. Thôi chết rồi. Rửa là anh nhà chết vào giờ trung rồi đó. Cho nên oan hồn lên theo chị đó. Đúng rồi, nguy hiểm. Cũng kiếm cái chuyện nguy hiểm lắm. Sao? Nhưng mà em nói chị nghe là dù có oan hồn hay ma gì đó, theo chị là chị cũng hên rồi. Sổ chị là đè bọc điều, còn em đè bọc ni lông chị ơi. Bà nói là chạy theo bà phủi đi không hết. Thế tôi hỏi bà tại sao mấy năm nay rồi bà phải dọn vào ở chung với tôi con hoa là thế nào? Đúng rồi. Ha. Tại tao sợ ma chứ mà. Sợ ma hèn chi mà chẳng có ma nào đến nhà này hết đấy nhỉ. Vui nhỉ. Giỡn hoài đó mà ma với quỷ. Xin lỗi tại mày. Đi chắc là phi nhiêu rồi. Mày biết không? Đúng rồi, hồi đó tao đâu có mi nhon như vậy đâu hả? Mà từ ngày tao lên cân tới giờ nha, cha nào gặp tao cũng khen. Em sổ sữa quá. Em phúc hậu quá. Nó khen rồi bỏ trơn là mày. Bây giờ hả, cha nào mà chê tao hả, tao mới hy vọng đó.
Nhưng mà tôi nói thật, tôi mới tức đây này. Sao? Cái hồi tôi còn trẻ nhá, là đi xem bói, ông thầy ông nói là tướng cô cao số lắm, tối thiểu phải 5 đời chồng nhá. Trời, vậy sướng chứ sao mày? Chú cha mẹ ơi, đời gái mà chịu 5 đời chồng là ném vào lâu sắm cho con chí nữa. Ở đó mà sướng, nát một đời hoa. Thế là hồi đó khóc gần chết nhá. Rồi cứ chờ mãi, rồi 5 tháng trôi qua, rồi bây giờ một chồng bói còn trả ra, huống chi là 5 chồng rồi. Của đâu ra mà sộp thế? Thôi thành đạt tiên rồi đó. Nữa? Dạ. Tao nói thiệt nha, tụi bay mắc mới gì phải lấy chồng. Trời ơi, ở không vậy mà sướng hả mày ha? Dạ đúng rồi, không có chuyện lấy chồng mới sướng chứ ở không có sướng gì. Vậy tao nói tụi bay ngu lắm. Ông bà mình nói có chồng như gông đeo cổ vậy đó. Thôi em thích gông chị ơi. Tao nói thiệt nha, bây giờ hả, có thằng cha nào theo tao hả, giàu con nhà giàu, đẹp trai học giỏi cách mấy, tao cũng không có thèm đâu. Tao nói thiệt á. Mụ điên à? Điên cái gì? Tao thèm gì? Thèm gì kệ tao. Tao nói mày nghe, tao biết sao mày lấy chồng rồi. Tại sao? Mày có cả 100.000 đô la tiền mặt trong tay. Nói khẽ gì vậy mày? Chuyện chi rồi mù này? Gì bà dình tôi đó hả? Cần gì tao phải định, ngày nào ông đem ra đếm, cần gì tao phải định. Trời đất, có 100.000 ngày nào ông đếm trơn, đếm mồm ngón tay luôn. Hổng mày, tao nói thiệt á, bởi vì đâu dám nguyên ấy trai đâu, sợ nó vô nó đào mỏ. Đàn bà mà có nhiều tiền khó lấy chồng lắm. Tao nói mày nghe, mày chia cho tao với qua bớt đi. Ê chị Hằng. Gì? Chị chửi mặt tôi đi nhá. Gì? Chị xỉ vả mắng mỏ tôi như tát nước đi nhá. Chị đánh đập tôi tàn nhẫn dã man đi nhá. Nhưng mà tiền của bà đừng có đứa nào mà đụng vào nhá. Đồng tiền nó liền với khúc ruột nhá. Nói sao đâu, đau bụng lắm. Làm gì vậy? À chị sao không sướng? Tao nói chơi bộ. Chơi gì? Giờ thử mày dám đưa, người ta dám xài cho mày coi. Đó, thấy chưa? Nhưng mà tôi chuyển đề tài khác, tôi không thích nói chuyện tiền đây. Chuyện qua mày. Chi? Ừ, mày muốn chồng thành dịch vậy đó. Bởi em muốn chứ muốn à. Mà không chịu đi giao thiệp, mày phải đi đây đi đó mày có cơ hội mà quen với trai chứ. Đúng. Mày như tao nè, thấy không? Chỗ nào vui là tao tới. Đám cưới, đám hỏi, đám gì có trai là tao tới. Kẹt kẹt không có đám ma tao tới luôn. Chú cha mẹ ơi, hàng chí tuần vừa rồi về em nhìn vô trong giỏ bà, ôi cha, nó nhang nó đen nó vậy, vậy tiền vàng bạc đi đám ma. Đúng về rồi, đã đám phủ không à? Cà đồ hả? Quà tặng. Quà tặng của trai. Mày biết không, thằng cha đó, cha đi đám ma, cha mua nhang đèn rồi tiền vàng bạc quá trời luôn, cái chả cúng người chết. Chả cúng dư, cái chả cúng tao. Ê quên, chả tặng tao, chả tặng tao. Vui quá, rửa là ông nào mà yếu mạnh liệt giảm tăng chi luôn kìa hôm đó. Cái quan tài luôn, thẳng luôn quan tài. Bây giờ tụi bay thấy tao đẹp rồi trai theo nhiều, tụi bay ganh, tụi bay muốn tao chết sớm hay sao vậy? Không, có sao nữa vậy. Xin lỗi tụi bay thôi, bây giờ vậy nè, tụi bay ít có ra đường quá hả? Tụi bay đang báo tìm bạn bốn phương thử coi. Ô, đương vợ em ưng làm chuyện đó đâu, em con nhà hoàng tộc mà. Ai muốn chồng mà làm điều đó em muốn đâu, đừng có nói tầm bậy nghe ụt dột lắm. Ai mà ngu gì mà làm cái chuyện tốn tiền tốn bạc ấy. Tao thấy á, có nhiều người đăng báo tìm bạn bốn phương mà nên duyên vợ chồng mình đó. Ôi mà thôi, thôi dẹp cái chuyện mà vợ chồng qua bên đi bây giờ nè, đi chơi với tao. Đi đâu? Hát karaoke à? Tầm thường. Em biết rồi, ra vườn ngậm trăng rồi ăn hột vịt lộn. Lộn lộn, tôi giả cái chát như mặt bây giờ lộn cái gì? Đi thuộc pizza. Ôi thôi em. Trời ơi, còn con gái ai mà đi thuộc pizza. Ừ, sao vậy? Đi à, này đúng là cái gì? Thuộc pizza vui tới mồ đồ ngu. Excuse moi, mademoiselle. Nói tiếng Việt đi cha. Mặt Việt Nam chân mày đang nói tiếng Tây nữa. Ok, d'accord. Dạ, mày chết giờ. Xin lỗi. Cái mày vậy? Dạ, xin lỗi chị, nhà này phải nhà của cô Hoàng Hôn không chị? Hoàng Hôn? Dạ. Nhà này không ai tên Hoàng Hôn á. Ủa? Nhà này có ba cô gái đẹp tuyệt trần, đẹp thần sầu quỷ khóc. Toàn là bình minh sáng tươi, không ai là Hoàng Hôn hết trơn. Ủa? Vậy nhà này phải nhà số 15 đường số 7 không chị? Phải. Sao ghi rõ ràng là... Công tằng tôn nữ Elizabeth Nguyễn Thị Hoàng Hôn. Số nhà ghi rõ ràng vậy nè chị. Tôi đã nói rồi à nghe. Nhà này không ai là Elizabeth hết trơn á. Dạ. Mà không ai là công tằng tôn nữ hết trơn á. Quả chăng có con công tằng tôn nữ Nguyễn Thị Hoa. Mà nó ghét đăng báo tiền bạn bốn phương nó không có đâu. Vậy chắc tôi lộn mà xin phép chị tôi về nha. Dạ. Ê này nè. Có ai đăng báo tiền bạn bốn phương mà để địa chỉ nhà mình, cha này cho tới cha kiếm nè. Ôi. Mày. Này. Tôi không bao giờ tôi làm cái chuyện dư tiền dư bạc ấy nhá. Mà mà có phải ế ẩm gì đâu mà phải đăng báo kiếm chồng cái chứ. Chị nếu lộn thì xin phép hai chị tôi về nha. Dạ đừng anh ạ. Này này. Dạ. Anh đọc thì xem có cái gì ở trong mới được chứ. Đọc thử coi. Dạ dạ, đọc thử chị nghe nha. Đọc đi. Dạ dạ. Thiếu nữ xinh đẹp và ngây thơ.
sư mẫu không mà ngây thơ. Yêu màu tím hoa sim, thích nhạc Phạm Duy, mê tiếng hát Chế Linh. Đã 22 mùa lá rụng, vẫn cô đơn chiếc bóng, lê bước chân độc hành, đêm đêm về khóc lè lôi. Không, lẻ lôi, đọc lộn mà lè lôi. Dạ, lộn. Đêm đêm về khóc lè lôi một mình, lẻ lôi một mình. Dạ, lộn. Tao nghe văn chương này giống mà Dạ Lý Hương quá à. Giống tuồng cầu quận 9 quá trời mày. Văn này Nguyễn Ngọc Ngạn phải trả lại tiền nhá. Mà thật nhà này làm gì có ai mà 22 mùa lá rụng, toàn là 40 giờ lên à. Chỉ có mỗi mình em là mới 23 mùa rưỡi thôi anh ạ. Vậy thôi chắc lộn nữa rồi, thôi xin phép hai chị tôi về nha. Thôi, dạ dạ dạ. Đọc tiếp. Dạ dạ, đọc tiếp thôi chị. Còn gì anh đọc nốt đi anh ạ. Dạ đọc nữa tiếp nha. Đi. Dạ. Ai có cam? Ai không có cam? Vô duyên quá đi. Cam quyết cái gì nhà này? Dạ không phải, tại mấy cô làm con dạ. Rung. À, không có, tại mấy thím làm con rung quá. Dạ. Dạ không phải, tại hai bé làm anh rung quá. Ai có cảm thông phải cam? Dạ. Đọc tiếp. Ai có cảm thông cho nỗi buồn gác trọ thì xin thả cánh nhạn tâm giao về người con gái bé bỏng tên Công Tằng Tôn Nữ Elizabeth Nguyễn Thị Hoàng Hôn, số nhà 15 đường số 7, hứa hồi âm dù thư tới trễ, nếu hợp sẽ tiến xa, không hợp cũng tiến luôn. Người con gái bé bỏng chắc phải tao rồi đó. Dĩ nhiên rồi. Dạ, hai bé. Còn câu tái bút nữa. Elizabeth Hoàng Hôn cao 1 thước 65, dòng ngực 95, dòng mông 95, dòng eo 45. Dạy lộn nhà thiệt rồi anh ơi, đây toàn nhắn ép không à, không có 95 gì hết trơn á. Dạ, thì chắc cũng hy vọng lộn thôi, xin phép hai bé anh về. Ấy người ơi, người à, đừng về. Đang vui dự rửa. Có ai đăng báo tìm bạn Quốc Phương mà để địa chỉ nhà mình cho này tới kiếm? Không, em không. Mày, chắc không, chắn mày chứ không. Chứ em là mày chứ mày chứ. Em không, tao em không, em có. Nó mê trai mà. Chú chó mè ơi, mày giấu nhằn nhùi mà ảo quân bạch báo rửa là mình gặp mạ giảm sính rồi. Chứ chơi, nhưng mà em nói anh nghe nghe, chắc có lẽ là anh không phải mạ giảm sính mố, mà chắc anh là mạ giảm lam đó. Chứ cha mà em làm cái gì em cũng thích hết á. Làm thơ em thích nè, làm việc em cũng thích nè, làm lung tung em thích hết anh ơi. À, dạ xin lỗi chị, tôi không phải là mạ giảm sinh. Dạ chắc tôi mạ giảm về. Thôi xin phép mấy chị tôi về. Quán anh chờ em chút xíu. Hai chị về. Hai chị có thương em không? Không. Tầm bầy nè, hai chị thương em. Bây giờ hai chị đi chơi một mình đi nghe. Trời ơi, nhà mình âm thình dương suy nhiều quá rồi. Để cái chuyện này em giải quyết cho nghe. Nè, thôi ráng đi nghe cưng. Dạ. Tao thấy thằng này cũng được á. Cái mặt nó giống tài tử Hồng Kông đóng vai vua Càn Long á. Đúng rồi. Thôi vô vô cho nó làm việc với trai đi. Dạ. Càn Long mới càng cua cho em nói chuyện xong hết cả trời. Ôi trời ơi, tay anh răng rửa. Không phải chị, tôi méo mó nghề nghiệp. Dạ. Quả sĩ mà chị. Dạ. Mỗi lần ai đụng vô tay cái tự nhiên tôi nổi hứng lên nè. Dạ. Mới vậy tôi gặp chị tôi muốn vẽ cho chị một cái chân dung tuyệt đẹp vậy đó. Cháu ơi, chân dung em anh ngoại như rí là em giống con trung rồi còn gì nữa. Đâu có. Thì ra. Dạ dạ, em là Công Tằng Tôn Nữ Elizabeth Nguyễn Thị Hoàng Hôn đấy anh nè. Ôi vậy hả? Dạ. Anh không nhận ra em sao? Thì ra, nhưng mà tại sao hồi nãy bạn của chị á, dạ, gọi chị là Hoa? Ôi cháu ơi, Hoa là tên cụm cơm của em. Ôi vậy hả? Anh biết không, ngày xưa khi em còn bé xí như trí nè. Ừ. Cha mẹ ơi, em đẹp lắm anh ơi. À. Em xinh xắn lắm. Chú cha mẹ ơi, em sáng như thiên thần đó anh. Rồi coi như là ba mà em sợ ông bà bắt đó, cho nên đặt em cái tên là Hoa. À. Hoa có nghĩa là hoa 10 giờ anh nè. Hoa trinh nữ đó anh. Tôi nghĩ chị không phải là hoa trinh nữ. Chị hoa chí anh. Mà là hoa bất tử á. Ồ, hoa bất tử là hoa gì vậy anh? Là hoa ni lông á. Không bao giờ tàn hết nè. Anh vui quá đi thôi à. Nhưng mà dạ, chị nói hồi nhỏ chị đẹp như thiên thần vậy. Dạ hả? Em sáng như thiên thần rồi anh. Sao lớn lên nó... Sao anh? Lớn lên nó khác quá.
Không, ý tôi nói là lớn lên cái chiều cao á, 1 thước 65 sao? Chứ trời ơi, 1m65 là em tỉnh luôn guốc đây nè anh nè. Dạ. À, rồi còn cái dòng anh... Ôi, chú cha cái gò đỏ đó à. Anh ơi, cái tiểu tiệc đó mà quán trọng chí muốn á. Coi như cái đỏ coi như là ứng phong thì hẳn phong, mà ứng xẹp là hẳn xẹp liền á. Ủa, sao vậy? Thì giống như là bánh phong tôm á. Để rỉ đi nè. À. Anh bỏ với chạo dầu nóng nè. Hẳn to đi nè. Có chí muốn. Ê, ngộ quá ha. Dạ, 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 mời anh ngồi. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Ủa, tôi chết rồi. Sao chị? Dạ không, dạ em... chưa hân hạnh được biết tên anh. Chị làm tôi hết hồn. Dạ dạ cho mời ngồi. Tôi xin tự giới thiệu. Dạ. Tôi là họa sĩ Dương Thường Trực. Cha mẹ ơi, Dương Thường Trực. Dạ. Nghe cái tên là anh biết anh sức khỏe phí thường rồi. Chị biết hay ghê vậy đó. Dạ. Ba của tôi tên là Dương Thường Xuyên. Vì muốn nói giọng đã tôi là Dương Thường Trực. Dạ, coi như là cha con anh di truyền sức khỏe rồi đó. Trời em vui quá. May mắn. Dạ. Thụng đi. Mày có thiệt đó đi Thụng pizza xứ hơn. Bây giờ mày không chụp Thụng pizza. Anh đằng kia có đám ma, có trai nhiều lắm. Thì dẫn mày đi, thì giới thiệu cho. Thôi thì đi một mình đi. Em thì ở nhà em phụ với con Hoa để mà tiếp khách. Chứ còn nó chưa có kinh nghiệm với đàn ông bao giờ. Lỡ mà có xảy ra chuyện gì thì em lại ân hận suốt đời đấy. Tao ngờ mày thương Hoa dữ ha. Thôi giờ hai đứa ngồi nói chuyện với trai nghe. Tao vô tao ngủ tao lấy sức tối tao thuộc pizza. Vâng chị cứ đi đi chị... Để em làm gì? Vô phòng lấy tiền đếm cho nó sướng đi chị. Tiền nào gì lúc này em để chị nói chuyện với khách nhá. Dạ. Anh ạ. À, thế anh tên là gì nhỉ anh nhỉ? Dạ xin tự giới thiệu với chị. Vâng. Tôi là họa sĩ Dương Thường Trực. Dạ. Vâng. Tôi chuyên môn về vẽ về vẽ về hình khỏa thân. Dạ. Khỏa thân à? Dạ. Thảo nào tên là Dương Thường Trực là đúng quá đi rồi còn gì nữa nhỉ? Anh Trực này. Dạ. Anh chị? Dạ. Xin lỗi chị. Dạ vâng. Tại vì tôi là một người họa sĩ nổi tiếng á chị. Dạ. Mà một người nổi tiếng thì không thể nào gọi tên tắt được hết á. Dạ. Xin chị kêu tên đầy đủ cho. Dạ, dạ vâng, cứ dạ. Quên xin lỗi anh. Dạ. Anh là Dương cái gì anh nhỉ? Dạ. Dương Thường Trực. À Dương Thường Trực, vâng. Dạ. Anh Trực này coi như là em thích hội họa lắm nhá. Dạ. Tất cả cái gì mà cứ xanh đỏ tím vàng là em thích tuốt tuần tuột anh ạ. À. Em cho em hỏi câu này về nghệ thuật một tí anh nhá. Dạ. Vâng, thế em nghe nói là người họa sĩ kiếm nhiều tiền lắm phải không anh? Dạ nhiều tiền lắm chị. Vâng, vâng. Chị biết không, có nhiều khi một tấm tranh của Picasso á, vâng, lên tới là mấy chục triệu đô la đó chị. Ôi trời, thế quá. Dạ. Giàu quá nhỉ. Nhưng mà đặc biệt cái là họa sĩ nổi tiếng phải chết rồi mới có tài có giá. Ôi trời, thế thì chờ giàu thì lâu quá nhỉ. Dạ. Ôi chị chờ gì chị? Dạ tại vì anh còn trẻ khỏe nên bao giờ anh mới chết. Chị. Cái gì em? Em nói chị nghe nè, tiền ở trong phòng chị một đống ở vỗ đệm đấy chị. Chị ngồi đây chị làm kỳ ra cả người em quá rồi. Anh cứ khuyết thương con nhỏ Hoa Hồng Hôn này mà nó như thế 39-40 rồi mà cứ lúc nào cũng ngây ngơ ngớ ngẩn ngần như con nít ấy nhá. Yeah. Mà anh biết không, bây giờ nó chát nửa tả phấn vào mặt ấy chứ. Đêm đến là nó chùi hết son phấn, anh biết không, trông nhăn nhún như quả táo tàu như bà cố nội mình á. Kinh lắm. Anh biết không, con mùi ní này hẳn á, mùi hơn em bổn con giảm á. Mà chú trai coi kìa cái tưng như con nít á. Bà mù bây giờ hơn tôi nghe, tôi không nói chị hết. Hai chị yên tâm đi. Với trái tim của một người làm nghệ thuật á, thì tôi không bao giờ phân biệt tuổi tác. Và cũng không bao giờ phân biệt xấu đẹp hết đó. Có thể đó chứ. Cũng như là thái tử sạc nước Anh mấy chị biết không? Biết chứ anh. Đó, chuyên môn đi mê đào già mà xấu không à? Có phụ đi già có thể xấu anh à? Đi trai xấu. Nhưng mà anh cho em hỏi anh một câu này nữa nhá. Dạ. Cho em hỏi anh ấy là thường thường là anh là họa sĩ tai tiếng nhá. Dạ. Thì là một bức tranh thì anh ký hiệu cái tranh là cái gì? Bình thường tôi là họa sĩ Dương Thường Trực. Vâng. Nhưng mà khi vẽ tranh thì tôi có ký hiệu là Mặc Quân Huyền. Ôi trời ơi, Mặc Quân Huyền à? Mặc Quân Huyền nghe tên thâm thúy quá, sâu sắc quá. Dạ. Tuyệt vời quá, nghe cái tên cứ như là tên vua tàu anh ạ. À. Dạ, cảm ơn chị. Tuyệt vời. Dạ. Ôi trời ơi, chí mố. Mặc Quân Huyền còn nghĩa là mặc quân gì có chứ mà vua chủa. Không phải chị, Mặc Quân Huyền chứ không phải mặc quần. Dạ. Ủa? Chị nói lẽ là mặc quần. Trời đất ơi, nãy giờ nói chuyện trai lâu dữ vậy hả? Cha này nói chuyện cũng dai dữ à nghe. Nói chuyện gì vui vậy? Xin ra cho ngồi chút coi. Trời,
vô duyên dữ sợ luôn. Yeah. Chuyện gì vậy? Có chuyện cái tay chị đó. Tay anh là mà dám làm cái tay chị đề gân quá đó. Dám làm thì tao cũng dám chịu chứ tao có sợ gì đâu. Nhưng mà chị ơi, đi chơi làm cái gì? Sao? Ngồi đây nói chuyện với anh Dương Thường Trực vui lắm cơ. Tên gì? Dương Thường Trực. Trời, tên gì kỳ cha. Lâu lâu Dương lần thì được, Dương Thường Trực ai chịu nổi không ngoại? Dạ không có chị. Trời đất ơi. Quen rồi chị. Dương Thường quen. Anh Trực nè. Dạ không, tôi là họa sĩ nổi tiếng chị. Mà người nổi tiếng thì xin chị gọi tên đầy đủ. Dương Thường Trực. Anh dạ. Trực. Dạ không, Dương Thường Trực. Anh Trực. Không, Dương Thường Trực. Anh Trực. Có Trực đây em. Tôi nghe nói mấy cha họa sĩ cũng có nhiều người khùng khùng điên điên lắm phải không anh? Đâu có. Đâu có điên đâu. Mà là khùng. Hả? À, mà không phải khùng nữa mà là mát. Đúng. Những người thường hay cho những như họa sĩ chúng tôi là những người mát không à. Tại vì những người chúng tôi là những người chuyên môn đi tìm những cái mới lạ. Và cũng luôn luôn đi tìm những hình bóng gia nhân. Tìm hình bóng gia nhân như nhà này làm gì vậy? Đúng là gia nhân không có. Có giả nhân. À, không, tại tôi nói giỡn cho nó vui vậy thôi. Không có đâu. À, nhưng mà đặc biệt một điều á, cái người họa sĩ chúng tôi quan niệm về tiền thì ít, nhưng mà tình thì nhiều. Cũng giống như trái tim của những người họa sĩ chúng tôi á, nhỏ nhưng mà khát vọng rất là bao la. Sữa à, trời ơi, tuyệt vời quá. Đặc biệt nhất là cặp mắt của một người họa sĩ chúng tôi nhìn không giống những người thường đâu. Giống cái gì vậy? Đúng. Khác hả anh? Khác tương tự rắn. Như là ví dụ như ba cô. Ba cô đang mặc ba bộ đồ rất là đẹp. Dạ. Nhưng mà với cặp mắt của một người họa sĩ như tôi có thể tưởng tượng được là ba cô đang không mặc gì hết. Trời mẹ ơi. Không. Nhìn kỳ vậy? Không. Tôi tưởng tượng cặp mắt họa sĩ tôi tưởng tượng. Nguy hiểm quá, tưởng tượng nguy hiểm quá. Tưởng tượng kỳ cục vậy? Dạ. Nè thôi bây giờ vậy nè, không đi đâu chơi ấy, hai đứa vô nấu gì ăn mời anh Trực đi. Anh chị làm gì? Tao ngồi tao chơi với anh Trực. Thôi. Vậy thì nếu mà được ba cô mời dùng cơm tôi mừng lắm. Nhưng mà trước khi chờ đợi các cô mà nấu ăn, nấu nướng gì đó thì tôi sẽ chạy ra ngoài mua một chai rượu. Tại vì bữa ăn tối bữa Pháp á, có một câu là... Câu gì? Dîner sans vin, cơm lên sans vin, sans crème. Câu gì kỳ vậy? Dạ, có nghĩa là bữa cơm tối mà thiếu rượu vang, giống như là trẻ em thiếu cà rem. Hay quá. Bây giờ mấy chị chờ tôi đi nha. À, nhưng mà có một điều quan trọng nữa. Tôi sẽ dành một sự bất ngờ cho ba cô. Rửa à? Anh ơi, anh đi ăn mau về nha. Em nấu cơm hẹn anh dùng nha. Hẹn em anh dùng một lần anh mê liền à. Dạ, được rồi. Anh đi nhớ về mau nha anh nha. Trời em ơi, đang trời, chờ anh thấy này. Hai đứa bay tao mệt lắm rồi nghe. Mệt gì mệt? Hết chuyện rồi mấy thằng quả sĩ khùng khùng điên điên không nhớ mãi trơn à. Ủa trời ơi, khùng điên chứ em cũng giật lãng chơi thiểu thủ quá rồi. Điên thế, đẹp danh thế, bảo điên khùng. Khùng thế chứ khùng nữa em cũng chơi luôn. Cái mùa này vô duyên chưa kìa. Của em là điên đòi chơi, chơi là chơi ra răng. Vô duyên cái đó của... Mặc quần Huyền là của em mà. Tao nói cho mày biết, mặc quần Huyền của tao. Em nói là mặc quần là của em. Mặc quần của tao. Quần của em. Quần tao. Quần em. Quần tao. Quần em. Quần của tao. Tự nhiên hai đứa bay quá vô duyên dành cái quần à. Trời đất ơi, quần của tao nè. Thôi hai mẹ đi vô nấu cơm đi. Trời ơi. Chị ơi, hả? Đây, và đây là sự bất ngờ cho ba chị. Kính thưa quý vị, tôi là họa sĩ Dương Thường Trực, biết hiểu là mặt quân quyền. Và hôm nay tôi lột vào căn nhà có ba nàng tiên. Mà ba nàng tiên lỡ thời. Ông bà ta ngày xưa có câu á, sao cô chẳng chịu lấy chồng, người ta lấy hết chổng mông mà gào. Cha mẹ ơi. Dạ, vì vậy để khỏi tình trạng này xảy ra, tôi mới hy sinh đời trai của tôi, lập ra một chuyện dự thi. Cuộc dự thi này rất đơn giản. Tôi sẽ đặt ra một câu hỏi. Nếu một trong ba cô này trả lời hay, mấy quý vị lựa chọn, thì mặt quân quyền này sẽ chọn người đó. Câu hỏi rất đơn giản. Các cô chuẩn bị nha. Dạ, sẵn sàng rồi anh. Quý vị đồng ý không ạ? Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Các cô chú ý nha. Câu hỏi đó là qu'est-ce que c'est l'amour? Có nghĩa là tình yêu là gì? Em trả lời trước nhé. Thưa quý vị, em tên là Nguyễn Thị Nụ, em cũng thi hoa hậu quen rồi. À, em trả lời nhé, tình yêu là hai bên nhé, cùng có lợi nhé. À, là thuận mua vừa bán, là tiền cha mà cháu múc.
mà như ông gì nhà thơ nổi tiếng ấy, nói là yêu là mất ở trong túi tiền một tí đấy anh ạ. À, em trả lời hay quá nhỉ, vỗ tay. Cái cô này có tinh thần buôn bán. Mời cô thứ hai. Dạ tời em. Em đúng quá. Dạ em là công tầng tu nữ Nguyễn Thị Hoa. Dạ em lấy hơi lên không vậy? Ngáp. Dạ xin lỗi chị. Xin lỗi chị nha. Chị bị xuyễn hả? Dạ không có, tại vì em run quá. Dạ. Chị ngáp à? Từ từ thôi, ngáp quá rủi ba vô. Dạ bây giờ em bắt đầu trả lời nghe anh. Dạ. Tình yêu có nghĩa là hoa nở rồi hoa tàn, bèo dạt rồi bèo trôi, tình đến tình đi rồi người cũng đi. Tình là gì, tình là chi mà ngàn năm trước đến ngàn năm sau nhân loại vẫn khổ đau vì tình. Vậy nãy giờ cô nói tình gì tôi không hiểu. Dạ cái đó là em nói tiếng Việt đó. Còn tiếng Tây có nghĩa là. Là sao? Oh chérie, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Dạ em cảm ơn. Rồi xin mời cô thứ ba. Thôi bà lên đi. Lên con mệt quá. Vậy dạ mời bé trả lời. Em tên Trần Hằng. Tình yêu là gì hả? Tình yêu là cái con khỉ khô gì? Theo em hả? Thương á thì em chụp, không thương á thì em dục, mà cà chớn với em á thì em đục vô mặt. Wow. Dạ. Thuyết giang, thuyết giang. Dạ, quý vị đã thấy rồi. Cô người Huế thì kiêu sa đa tình. Còn cô bất kỳ nho nhỏ kia thì kiêu ngạo và khách sáo. Cuối cùng cô Nam Kỳ chân thật và thật thà. Vậy thì quý vị đã biết tôi chọn ai rồi. Người đó không ai xa lạ, chính là Trần Hằng. Kìa những kẻ không cầu mà sao lại được. Quần ơi, đúng em quần. Có quần đây. Đừng tha em đêm nay, ba má em đang ngủ say. Đừng tha em đêm nay. Ngày hôm qua nằm mơ thấy cái gì mà yêu đời dữ vậy ha? Có cái gì đâu. Bán được vài cái hột xoàn thôi là nó tí tửng, nó cứ hát thế thôi chứ có cái gì. Trời ơi. Mà trời ơi, buôn bán sao cái chuối nhũi và sách thế hả? Sách báo thế hả? Không phải, anh đang đọc mấy cái mẫu quảng cáo nè. Đọc cho nghe này nha. Đâu đâu, cái gì? Cần bán gấp nhà mới xây. Ừ. Địa điểm tốt, gần trường học, gần siêu thị, gần nghĩa địa. Cái gì? Còn này nữa nè. Nhà hoàng kỷ niệm 5 năm khai trương, đại hạ giá, ai chôn trong tháng 7 được bớt 25%. Thôi chết. Nếu chôn hai người một lúc, người thứ hai được miễn phí. Chôn one get one free. Quảng cáo gì mà kinh thế, nhà quan nào vậy? Nhà quan của chú Sáu Tấm á. À chú Sáu Tấm thì em quen. À, còn tin hấp dẫn nè em nghe nè. Tin gì? Lại đây, vợ thưa chồng, ngủ không coi chừng để thằng làng bò ngang rúng. Trời, cái tin gì mà cái con mẹ nó mà vô duyên thế, ngủ đi. Ngay cái gì mà cái tệ... Đâu? Chỗ nào? Tội nghiệp vợ tôi ghê á. Thường ngày gạt người ta dữ lắm, hôm nay dễ bị tôi gạt người ta. Vơ vẩn buôn bán không lòn, gạt cái gì cả. Thôi mệt quá đi. Thôi thôi, này. Đi. Vợ chút xíu làm dữ vậy. Nhưng mà anh nói em rồi đó nha. Chuyện gì? Nhắc cái chú Sáu Tấm anh nói á. Em buôn bán cái gì cũng phải vừa phải thôi. Em bán lời vừa phải thôi em ơi. Ăn lời cái gì, bán cho cái ông Sáu Tấm một cái hột to bằng cái đốt ngón tay, lời có 4.500 chứ bao nhiêu. Trời đất ơi, 4.500 mà chưa chịu nữa. Không phải là vì hôm ấy là chú Sáu Tấm chú vô mánh. Mánh gì? Thì ở hay xe lửa đụng chết 10 mạng người, chôn mệt nghỉ mới có tiền mua hạt xoàn chứ lệ. Trời ơi, nhưng mà anh nói em rồi, làm cái gì cũng phải có qua có lại. Sao lại không có qua có lại? Thì em bớt cho chú ấy 700, chú bảo là khi nào chồng chết chôn thì bớt cho 50%. Trời đất ơi,
cái ông nào vô duyên vậy? Không, chú ấy hứa thôi chứ mà anh chưa chết đâu anh. Thôi, bậy bạ đi. Thôi mà... được rồi, đi vào làm giùm em một cái cho nó đàng hoàng vào nhá. Được rồi. Ê em ơi. Hả? Hình như bà bác sĩ Tân tới kìa. Đấy, đấy em biết ngay, tự nhiên sáng nay nhẹ nhõm người. Nhưng mà nói gì nói, anh để ý cái bà này nha. Sao? Bà tới cái tiệm mình nó không bao giờ mua hết á. Gặp mặt anh cái nhờ coi hộp, rửa hộp, chùi hộp. Hạt xoàn. Ờ, hộp xoàn. Nói cho rõ ràng, hột hột cái gì? Giá chị bác mua nha không? Rồi vào vào nhận hột đi. Ồ, chị Kim Tinh. Ồ, chào chị Kim Tinh. Chào anh Kim Tinh. Vâng, vâng, vâng. Chào bà bác sĩ. Chào chị Tân. Bác sĩ. Chào bà bác sĩ. Chào anh Kim Tinh. Dạ. Chị Kim Tinh khỏe không? Em khỏe lắm. Hôm nay có việc gì cần tới em nào? Thì có chứ, nhờ anh Kim Tinh chùi giùm cái hộp này. Xí. Dạ. Chùi đi mà. Chưa, còn cái hộp này nữa. Mới đi Phi Châu về mua 105 ly. Trời ơi. Anh chùi giùm luôn anh Kim Tinh. Dạ. Hộp xoài mà tướng đại bác 105 ly. Thôi mình ơi, chùi giùm cho bà bác sĩ cái hột vịt lộn đi. To quá. Hộp xoài. À, xoài hả, xoài. Dạ. À, bà, chị Kim Tinh à, nói anh chùi nhẹ nhẹ mòn hột tôi hết. Dạ. Anh ơi, chùi nhẹ nhẹ thôi mòn hột bà bác sĩ bây giờ. Dạ. Biết rồi. À, sao hôm nay, ôi chết chết, bà bác sĩ ra ra em coi thế nào. Trời đất ơi, sao mà hôm nay người nó thon thả hẳn như thế này, thân gầy thế này. Có phải là mới quốc ao sao mà thon thả thế? Thì cũng có quốc ao chút đỉnh. Tôi mới phai đao ra một ông bác sĩ chuyên môn tập thể dục thẩm mỹ đó. À chị Kim Tinh à. Sao? Tôi nói chị nghe, ổng chỉ tôi chạy vòng sân banh cưỡi ngựa. Thế à? Cưỡi ngựa chạy vòng sân banh chừng 10 vòng một ngày. Một tháng tôi sẽ trúng 30 pound đó. Thế cuối cùng có xuống không? Có chứ. Tốt quá nhẹ. Mà con ngựa xuống chứ phải tôi. Trời ơi, tội nghiệp con ngựa ghê nha. Tôi đề nghị kỳ sau bác sĩ đừng cưỡi ngựa nữa. Cưỡi voi á. Trời làm gì mà. Bà bác sĩ cần gì không ạ? À, tính kiếm cái dòng cẩm thạch đó chị Kim Tinh. Trời đất ơi, cẩm thạch em toàn là hàng tốt không à. Nhưng mà cẩm thạch là cho những người ngoài 30 người ta đeo. Bà bác sĩ xuân thì phơi phới như thế này, đeo nó già người lắm. À, đâu đâu coi, em đoán rồi, chắc năm nay bà bác sĩ độ 28 thôi anh nhỉ. Đúng rồi, 28. Không có đâu. Thấy tôi trẻ người ta tưởng tôi 28, chứ già rồi. Thế bao nhiêu ạ? 29. Chắc 29 đối ngoại thôi. Còn trong giấy khai sanh thì cũng qua sắp xỉ 50. Em. Trời ơi khổ quá. Bởi vậy người ta nói em như con gái hãy còn xuân đó. Vâng, thì là bởi vì bà bác sĩ cái hãy còn xuân đấy. Dạ, đúng rồi chị Kim. Cho nên là đeo cẩm thạch nó già lắm, phải đeo hạt xoàn cơ. Ồ, cái hộp này là nước y nước ép gì chị Kim Tinh? Ấy chết, bà bác sĩ ơi, cái tủ này là dành riêng cho những người low income người ta tới mua. Còn high class đó, bên kia mời bà. Ồ, chị Kim Tinh cho em coi cái hộp này nè. Chắc phải 2 cara ha. Vâng, hộp này nha. À mà quên nữa gớm, phòng mạch bác sĩ nhà ta, ông nhà ta dạo này sao mà nó đông khách quá đi mất. Hôm em đi ngang thế này chả biết trúng máy trúng gió còn mẹ gì nữa mà. Bệnh nhân cứ xếp hàng đông dài ấy. Chị Kim Tinh không biết, nhà em chữa bệnh mát tay lắm, cho nên phòng mạch lúc nào cũng đông hết trơn nha. Bà bác sĩ nói thế em chả bằng lòng tí nào. Ông bác sĩ đông khách là vì nhờ bà bác sĩ đấy. Vì bà bác sĩ có tướng vượng phu ích tử. Với lại tài giao thiệp của bì bác xã. Bà bác sĩ. em quên đấy. Chứ còn như ông nhà ngồi cả ngày chả có khách nào tới thăm đâu. Em cũng biết vậy đó chị Kim Tinh à. Nhưng mà nói ra sợ anh buồn. Bác sĩ duyên quá nhỉ. Dạ, em có duyên phải không chị Kim Tinh? Vâng, con duyên lắm. Tôi có duyên phải không anh Kim Tinh? À, có duyên lắm. Vậy mà ta nói tôi vô duyên. Này bà bác sĩ, cái này thì nó tốt thật đấy nhưng mà em bán rồi. Bán cho ai vậy chị Kim? Đúng rồi đó. Bán cho ông bà nha sĩ Lân rồi cô ạ. Vâng. Hả? Nha sĩ Lân á? Vâng. Trời, nha sĩ Lân làm việc ế muốn chết luôn mà bà vợ dám mua chiếc cà rá này bao nhiêu? Dạ có 25.000 thôi. 25.000 á hả? Dạ. Trời đất ơi, chồng làm việc cực khổ vậy mà dám mua chiếc cà rá 25.000.
Hèn chi bữa đại hội y sĩ con mẹ cứ đưa tay lên mẹ gãi cái lỗ mũi của mẹ hoài vậy đó hà, cái ghét luôn vậy đó. Thôi bà bác sĩ ơi, nghề của em nó kín mồm, bà giữ giùm em nhá. Trời ơi, kính mồm cái gì chị Kim Tinh ơi, tôi ghét mấy người khoe của lắm. Vâng. Như tôi nè, đeo đôi bông Chanel nè, Chanel nè, chị thấy không? Cái bóp Chanel nè, cũng mười mấy ngàn đó, đâu có khoe đâu. Nè cái áo sen tròn nè, dạ, vâng, đâu có khoe đâu. Em biết. Đó, chị thấy không? Đó, chiếc Mercedes tôi đậu ngoài đó. Ôi giời, Mercedes đời mấy mà bà bác sĩ mua màu xanh đọt chuối như con cào cào vậy? Đời 2000 đó. Vậy à? Tôi order trước 2 năm. Chị thấy không? Cả 100.000 đó mà tôi đâu có khoe với ai đâu. Vâng. Anh Kim Tinh nè, à, anh nhớ cái biệt thự tôi xây trên núi không? Cả triệu đô la, tôi có khoe với ai đâu. À, phải rồi. Nợ nhà băng ngập đầu á, đâu có khoe với ai đâu. Ôi giời ơi, làm việc giùm tôi đi trời, đừng nói tôi đang điêu với khách. Bởi vậy nói chị Kim Tinh nghe nha, tội nghiệp bác sĩ Lân quá trời luôn á, ế muốn chết nè. Mà gặp bà vợ xài vậy thiệt là không biết thương chồng chút xíu nào hết trơn á. Trời ơi đấy, khổ quá, cái phòng mạch nha sĩ Lân nó ế quá, nó vắng như chùa bà đanh. Em tội quá, suốt ngày em cứ sai ông chồng sang Niền Giang để cho kiếm chút cháo đấy. À vậy hả? Rồi ơi, chồng em ngày xưa rồi xấu lắm đấy bà bác sĩ ạ. À, gọi là kim tinh vẩu đấy. À, ngày đầu tiên gặp em à, người chưa vào tới cửa mà răng vào trong tới toilet rồi. Thế là em cái niềm giết mà bây giờ xinh dai ra gớm chứ. Phải rồi, có cái răng à, bắt đem đi niềng hoài à, niềng riết bấm sợ không thấy hả? Em chị Kim Tinh à? Dạ. Anh Kim Tinh hồi đó xấu lắm hả? Vâng, ngày xưa xấu lắm ạ. À, bây giờ có đẹp đâu. Bà bác sĩ lại có duyên nữa rồi. Bởi vậy người ta nói em vô duyên em tức lắm. Lại có duyên chị Kim Tinh. Bởi vậy em nói á, bà nha sĩ Lân nè, bà ác phụ lắm chị thấy không? Không biết thương chồng chút xíu nào hết trơn á. Thì có mấy ai như bà bác sĩ đâu. Nhưng mà em nói nhá, các cụ ngày xưa có câu đó, y phục xứng kỳ đức. Đấy, mình giá trị như thế nào thì coi như là mình phải đeo đồ như thế đấy. Trời ơi, cái 25.000 này đối với người ta thì lớn chứ, đối với như bà bác sĩ thì như muối bỏ bể chứ gì nữa. Đeo vào người ta cười chết đấy. Đúng rồi. Bây giờ chị Kim Tinh có cái hộp nào khác nữa không? Sao lại không có? Mời mời bà bác sĩ ngồi để em đưa ra ngay đây. Trời ơi, tướng sang quá đi mất. Chờ em tí nha. Bà bác sĩ hôm nay thế nào mà cứ cười suốt. Đây 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 đây, ngồi ngồi ngồi. Có đây nha. Rồi đây. Đẹp quá hả? Chờ em chờ em. Bà bác sĩ đưa cái bàn tay. Đeo liền. Ôi trời ơi. Thượng đế ơi. Đẹp quá thượng đế ơi. Trời ơi, sao mà cái hạt xoàn này nó xứng với cái bàn tay múm mím của bác sĩ quá. Ôi trời, bàn tay này dày quá nhỉ, dày này giàu lắm nha. Bàn tay muốn vậy bơm hai ống vô vậy à? Không có đâu. Tôi natural từ đầu tới chân á. Chị Kim Tiên biết không? Tôi mỏng mỉm đến nỗi mà anh gặp tôi mỗi lần anh thấy tôi, anh đấy, anh thấy em anh muốn cắn. Muốn cắn lắm. Mà cắn lưỡi tự tử á. Trời ơi bố mày ơi, để tao làm tao nuôi con bố mày ơi. Cứ việc ngồi rũa đi đừng nói nha. Đẹp quá chị Kim Tinh ơi. Đẹp quá. Mà này nha em, dạ, nói như thế này nha, bà bác sĩ biết không, cái này chỉ có duy nhất một mình tiệm em có chứ không có tiệm nào mà có hết. Chị Kim Tinh nói vậy chứ hồi nãy bên kia đường kìa, bà kia bà cho tôi coi cái hộp của bà, y như cái hộp của chị vậy đó, mà có 20.000 hả? Em tội nghiệp bà bác sĩ quá, khổ quá mình ơi. Cứ trí thức suốt ngày lo ăn học có biết gì sự đời đâu. Khổ quá bà bác sĩ ơi, bỏ học bớt đi nhìn xuống xuống một chút. Đời sống bây giờ nó nhiễu nhưng nó lường gạt ghê lắm, người ta lường gạt bà bác sĩ đấy. Không có đâu, em hứa em bảo đảm cái này là cái duy nhất trên thế giới em có. Bởi vì nói nhỏ không thôi cướp nhá, yeah, nó được vớt dưới tàu Titanic lên. Oh. Trời ơi. Hả? Trời ơi. Cái gì vậy? Không có, tại vì cái kèm này cũng vớt dưới tàu Titanic lên. Đãi lâu quá nó mục nó rớt. Yeah. Anh chị Kim Tinh à, anh chị nói vậy tôi tưởng tiệm này xài toàn đồ mục không. À, mà cái hộp này bao nhiêu vậy chị Kim Tinh? Trời ơi, nó có bao nhiêu đâu cứ chứ, độ 3 hôm khám bệnh của ông nhà thôi. Là bao nhiêu? À, 45.000. Hả? Vậy? Trời, cái gì thế? 45.000 á hả? Vâng. Trời,
Chị Kim Tinh, có thể nào kiếm cái hộp nào rẻ rẻ hơn không? Có em, có. Em vô em lấy cái hộp xoàn 3 cara mà có 1.000 đồng cho bác sĩ đi. Đâu, hộp gì? Đâu? Hộp xoàn giả. Hộp xoàn kia mắc kia rẻ. Chị Kim Tinh à? Dạ. Anh có bệnh gì không? Dạ thưa, bệnh gì ạ? À? Bệnh vô duyên. Tôi đang chùi hộp của bà nha. Dạ, em nói thật chứ. Em đời em khổ lắm cơ ạ. Rước ông chồng về người ta thì có vợ dại, chứ em rước ngay ông chồng dại về. Cứ mở mồm vô duyên em muối mặt ấy. Tội nghiệp. Khổ lắm. Chồng em chỉ có duyên lúc nó nhận hột thôi. Bà bác sĩ thấy sao ạ? 45.000 ấy thì không có sao, nhưng mà nghĩ tới tội nghiệp chồng mình quá chừng luôn. Anh làm việc cực khổ ngày 10 tiếng mà mình mua chiếc cà rá 45.000. Tội nghiệp anh lắm. Trời thương bà bác sĩ quá đi mất. Trời ơi bà bác sĩ ơi, nói thế là em không có bằng lòng đâu nha. Các cụ ngày xưa người ta nói là của chồng công vợ, chồng làm là phải vợ hưởng. Đấy, bà bác sĩ diện đẹp như thế này là cho chồng chứ cho ai đâu mà lo vậy. Với lại em nói thật nha, đàn ông đấy, các ông dốt lắm. Bà nha sĩ Lân mua cái nhẫn 25.000, về nói dối là 2.500, ông tin như sấm đấy. Tôi biết, tôi biết nha, tôi làm thợ bạc đó. Với lại em nói cái này nhá, bà bác sĩ muốn mua hay không thì tùy thôi. Tại vì em để 45.000 là cũng vốn thôi, chứ em thật tình em không muốn bán. Chỗ là chị em với nhau, em nói thật nha. Đố mà bác sĩ biết tại sao mà phụ nữ Mỹ người ta cứ thích đeo hạt xoàn, mua hạt xoàn không? Thì để trang sức cho đẹp. Trang sức chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cái chính là trong luật ly dị của Mỹ nó ghi rõ một cái câu như thế này: khi ly dị, tất cả tài sản chia đôi, trừ hột xoàn thuộc hoàn toàn về người vợ. Sao chị Kim Tinh rành dữ vậy? Trời đất ơi. Cũng may là mình chưa mua cho bả hột nào hết á. Em ly dị, em ly dị cả chục lần em dành cái này lắm rồi. Vâng. Còn cái đám này sắp chưa? Vâng, tại vì chưa mua, chưa ly. Mua rồi em ly liền. Em chán lắm rồi. Đúng. Nhưng mà sao kỳ quá hà chị Kim Tinh. Cái ông luật sư của tôi đó, ổng đâu có nói tôi về cái luật ly dị gì đâu. Ổng chỉ biểu tôi mua bảo hiểm cho chồng tôi thôi hà. Chừng nào mà ảnh chết đó, tôi có 10 triệu lần đó. Thế à? À trời ơi, chồng mình chết có 10 triệu tha hồ mua hột xoàn đeo. À phải trả giá luôn chị Kim Tinh ha. Thế à, khi nào ông bác sĩ đai á, bà tới gặp em liền nhá. Bởi thế người ta có câu là trâu chết để ra, còn người ta chết để bảo hiểm. Nhưng mà kỳ lắm chị Kim Tinh ơi. Thường thường không có bảo hiểm á thì hay chết lắm á. Thấy chồng người ta chết mà phát ham vậy hả? Còn em đó hả? Em mua bảo hiểm cho chồng em á khoảng chừng 10 năm nay rồi đó, chờ hoài không thấy gì hết trơn à. Thì cũng từ từ thôi, nhưng mà bảo hiểm đấy là nói về cái phần chết. Bây giờ mình đang sống, mình nói chuyện sống đi bà bác sĩ à. Em biết từng tuổi này em kinh nghiệm lắm, làm vợ bác sĩ cũng vất vả vô cùng chứ dễ dàng gì đâu. Ông nhà nhá, coi như là học giỏi nhá, phòng mạch đông khách nha, giàu có nha, trí thức nha, tuy hơi già tí thôi nhưng mà cũng được rồi đấy. Trời ơi, rồi nghĩa là đàn bà con gái thiếu gì ở ngoài đường, tất nhiên là không ai bì với nhan sắc bà bác sĩ đâu. Nhưng mà đàn ông đấy nó khoái của lạ lắm, nó ăn cơm chán lâu lâu nó tọt chạy đi ăn tí phở về. Cho nên là mình phải thủ, đời nó never no bà bác sĩ à. Thủ nhiều hột xoàn vào, chừng khi ly dị có tí vốn. Chị Kim Tinh nói có lý quá. Vậy kể từ nay mỗi tháng em chơi một hộp luôn. Vâng, nước Mỹ bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, cho nên hiến pháp Hoa Kỳ mới có câu Diamond forever. Hộp xoàn muôn năm. Đấy. Đúng rồi, vậy tôi lấy hộp này nha chị. Vâng vâng, bà bác sĩ lấy hộp này à. Lấy hộp này. À thế là anh ơi, làm cái certificate cho bà bác sĩ nha. Chịu mua rồi hả? Trời ơi hay quá. Xinh quá đi mất. Dạ thưa bà bác sĩ, thế bà trả check hay là cash à? Cash. À vâng, anh cho em mượn cái máy tính này. Rồi.
Nhưng mà chị Kim Tinh à, đợi tôi qua nhà băng tôi lấy tiền đó nha, không có tiền mặt ở trong bóp. Không có hay à, hay là bà bác sĩ à, để deposit một ít cũng được. À, không có đủ tiền. À, bà bác sĩ deposit chừng trăm thôi. Dạ, một đồng cũng không có nữa. Anh Kim Tinh cho xin lại mấy cái hộp đi. Trời ơi. Dạ. 10 lần như một. Gặp mặt cái chùi à. Cảm ơn anh Kim Tinh. Giờ anh Kim Tinh đeo vô giùm nha. Tôi biết mà. Cái chuyện rớt bể hộp của em nha anh Kim Tinh. Cẩn thận. Anh ngược ngược anh Kim Tinh ngược. Ngược dạ. Hộp bà bác sĩ rồi. Ôi, anh Kim Tinh ơi, anh Kim Tinh đứng gần em. Anh Kim Tinh rung hay sao vậy? Dạ đây. Dạ đây. Ôi gì đấy Kim Tinh, đỡ chị Kim Tinh. Trời ơi, nặng quá. À, bye bye, cảm ơn nhiều nha chị Kim Tinh. Rồi, bye. Trời đất ơi, đúng là sáng nay xui xẻo thế nào á, gặp ngay con mẹ mình người đầu sư tử vào. Xem xét cuối cùng chả mua gì cả. Đốt phong long cho tôi đi. Đúng là super blue and super xạo nữa. Mà em cũng hay thiệt rồi nha. Sao? Cái tướng bả như xì trung vậy à. Dám khen hổ đẹp. Thì khen cho người ta mua anh rồi nó không mua. Anh thấy tướng bả thua tướng em xa. Cái gì? Thua tướng em xa. Trời cao đất dài ấy. Tự nhiên hôm nay chồng em nó thông minh như người ấy. Trời ơi. Vậy nào giờ tôi phải người hả trời? Bói với toán ế thiêu ế chảy. Chả có ma nào vào nó coi mình coi cho mình thử thế nào. Còn bao nhiêu phần hụi chết chả có tiền mà đóng mấy tuần nay toàn mì gói không. Quá. Lại còn. Ôi giời ơi. Chào Cúc. Oh. Ôi trời ơi, hên thế nhỉ. Bonjour mon cher. Hả? Excuse moi, bonjour madame. Tại vậy mà kêu mon cher. Tại vì dạ. Cơ thể nó vững chắc, nó tưởng là đàn ông. Mời vào. Dạ. À, mời vào. À này nhá, trời ơi, cô Út coi như là thanh toán tất cả mọi việc này nhá. Nào tình duyên, gia đạo, sự nghiệp, công danh, số đề, football, food stamp, tất cả. Cô cho mượn mấy đồng lẻ đi ra một chút xíu cô. Cái gì vậy, sáng sớm mà mượn tiền lẻ là sao? Không phải, gửi xe đặng vô cái boy. Ơi giời ơi, thế mà không nói. Cái gì chứ lẻ là út nhiều lắm. Đây, yeah. Bốn cái qua đờ đấy. Đây. Cảm ơn cô Út nghe. Vâng. Ôi giời ơi, bà độ rồi đấy. Tướng cái con mụ này cơ bộ có tiền đấy. Ai, con lạy bà ở trên ngàn. Thương con đệ tử trần gian bà về. Xá lầm, xá lú, xá mê. Con mà trúng mánh thì con thề con ăn chay. Hello. À, búp coi bói đấy à. Trời đã, mời ngồi. Trời đất ơi, khổ quá. Cái sổ tôi búp kín là 6 tháng rồi. Không có thì giờ đâu. À, hả? Vâng, tôi biết ông là bạn của bác sĩ Dũng đỡ đẻ. Vâng, thì bác sĩ Dũng là đỡ đẻ cho em đấy. Không, hồi sanh con đầu lòng thì em làm gì đã có chồng. Chờ em tí nhá. À, thôi được rồi. Em có một người khách là mới cancel đây. Em nhét bác sĩ vào chỗ này nhá. À, thôi được rồi. Vâng, cảm ơn nhiều. Còn cái ông dược sĩ phải để tháng sau mới được cơ. Cảm ơn, bận lắm. Vâng. Cô đắt khách quá cô Út ha. Mà đảm biết không? Yeah. Trời ơi, bận vô cùng lắm. Yeah. À, sao bây giờ yeah. Mà đảm hôm nay vô làm cái gì đây? Dạ, cô Út. Dạ. Mà đảm đừng có nói nha. Yeah. Mà đảm để tôi nói. Tôi mà đoán sai, tôi bỏ nghề ngay. Dạ. Yeah. Nhá. Cô Út cho mượn cái phone chút xíu. Mà đảm là cái họ gì mà cứ mượn suốt đây. Ê, không? Ơi, chân xin. Sao không kêu vậy cô? Ở hai phone con nít nó chơi làm sao mà kêu được hả? Trời ơi, không. Dạ. Nọ, cái phone này là phone đặc biệt. Đây này vừa mới nó cong téo lên rồi đây này. Đời mới hả cô? Người ta dạ. Gọi vào được, mình gọi đi không được. Lạ cô ha. Digital đó thế. Dạ. Thôi bỏ nhạc
Dạ. Thôi bây giờ chúng ta vào việc nhá. Dạ. Bây giờ này, tôi mà đoán sai đó, tôi bỏ nghề ngay nhá. Dạ. Hôm nay có phải là madam đến đây coi về chuyện tình duyên không? Tình duyên tôi tốt đẹp lắm, vừa có chồng mà vừa có kép nữa. Ơi, thế không phải là chắc là coi về gia đạo rồi. Không, gia đạo tôi trên thượng dưới quà. Thế chắc chắn là lại coi về sự nghiệp chứ gì. Ôi, tôi có 2-3 tiệm nail, làm gì có cần tiền, không cần tiền. Đến với thầy bói mà cứ vui vẻ với lại nhiều tiền thì đến làm cái con mẹ gì không biết, là khổ thế. Không dám gì, nhờ cô Út coi giùm gia đạo. Á, à, quên, công danh. Tôi cần công danh. Trời ơi, tôi muốn được nổi tiếng. Tôi muốn người ta, khi mà tôi ra đường người ta phải nhìn tôi, người ta ồ lên. Mỗi lần thấy tôi, người ta lái xe, người ta dồn quẹo ở đây, đụng xe râm 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 tôi mới chịu. Cái đấy thì nó dễ quá. Dạ. Yeah. Hôm nào mà đàm ra đường đấy, quên mặc quần áo là người ta nhìn ngay. Út đấy trời chứ. Em không mặc quần áo vui lắm. Thôi đây nó chơi thôi, bây giờ chúng ta vô vấn đề nha, cho nó đâu ra đấy nha. Thật sự tôi đấy là tôi làm nghề cứu đời. Không bao giờ có cái gì, có như là cái gì chuyện tiền bạc là không bao giờ có tôi. Lúc nào cũng cái bảng con này đấy, cứu nhân độ thế. Nhưng mà cái bảng này nó không quan trọng bằng cái bảng này. Biết rồi, cứng nhiều phước nhiều hả? Cái gì? Cứng nhiều phước nhiều hả? Cúng. Chữ cúng cái gì kỳ vậy? Chữ Hán nó viết nó vuông vuông như thế, đừng có đọc bậy bạ. Đấy. No problem. Đấy. Cái gì đấy? Cái bóp. Cái bóp để đấy à? Tiền. Hèn chi lúc nãy ma đàm vào em thấy hào quang sáng tỏa ngay đấy đấy. Dân dân đâu vậy? Bây giờ cho em gửi tiền cốt ha. Đấy. Tôi giận bây giờ đấy. Tôi bảo tôi làm nghề cứu đời. Tôi không có dạ. Dạ, đây là Lộc Thành, dạ, tổ nghiệp, dạ, con Lộc Thành của con, dạ. Tổ rồi thôi, tôi hưởng tí lộc thừa thôi. Đấy, giờ bắt đầu nha. Bây giờ cho tôi coi cái tay nha. Nam tả nữ hiếu, hiếu. Dạ, dạ, đây nha. Sao thế này? Dạ, sao cô? Hả, đâu ở dưới cô? Trời đất ơi. Dạ. Mà đàm nghe tôi nói nha. Sao cô? Thế giới này chỉ có 3 người có bàn tay đặc biệt như thế này. Ai vậy cô? Người thứ nhất á, dạ, là Từ Hy Thái Hậu. Có biết Từ Hy Thái Hậu là ai không? Không. Là Phan Nghiên Tử đóng trong phim Bộ Hồng Kông đây. À, Phan Nghiên Tử, tôi biết. Dạ. Ừ. Người thứ nhì đấy, dạ, là Nam Phương Hoàng Hậu. Có biết Nam Phương Hoàng Hậu là ai không? Cái bà này xử chứ không biết gì cả. Nam Phương Hoàng Hậu là vợ Tưởng Giới Thạch. Ồ, nhớ rồi, không phải Tưởng Giới Thạch mà là Nam Phương Hoàng Hậu vợ của Vua Bảo Đại. Thì cứ nói chung là vợ của các ông to cả. Dạ, nào cũng được, dạ, dạ ai cũng được. À, còn người thứ ba là bà Ngô Đình Nhu. Tôi nghe quen vậy. Trời ơi, bà Ngô Đình Nhu là vợ ông Ngô Đình Nhu đây. Oh, dạ. Ừ. Oh. Còn cái bàn tay thứ tư biết là ai không? Ai cô? Ai? Chính là bàn tay của madam. Trời ơi, Trey biết. Trời ơi, cô hát nó quá trời là hay luôn. Ừ. Không thể tưởng tượng được. Thôi xem. Dạ. Cứ mỗi lần mà ma đàm thêm, dạ, dạ đây. Mỗi lần ma đàm vỗ mông đời em nó cứ sáng chói. Dạ, cũng tổ già, dạ cũng tổ. Cảm ơn nhá. Dạ. Trời ơi, duyên dáng quá, xinh đẹp quá. Dạ, bởi vậy em đẹp phải không cô? Răng đều lắm. Em sang trọng hả cô? Ừ. Trời ơi, vậy mà thằng chồng em mỗi lần em nói gặp em là nói đồ đàn bà nhà quê. Tại sao thế? Nó nói em đồ vô duyên. Ừ. Nó nói em đồ đàn bà ăn to nó lớn, cọc cằn thô lỗ. Hỏi cô, em không cần thua lỗ bao giờ đâu. Không, trời ơi, nói gì mà la nó lớn. Nhẹ nhàng lắm. Trời, trong lúc bằng kép em á hả. Mỗi lần em cho tiền nó á, cái nó nói em dễ thương nhu mì, nhỏ nhẹ đoan trang thùy mị. Nó nói em có số mệnh phụ phu nhân. Còn thằng chồng em á, nó nói em mệnh phụ phu xe. Út với ai đúng hay sai? Thằng chồng đúng. Hả? À, không, thằng kép. Thằng kép thông minh đúng quá. Rồi, thằng kép em có mắt nhìn đời mà. Đúng rồi, thằng kép nó nói tướng mệnh phụ phu nhân là đúng rồi. Đúng. Bởi vì trông phú quý lắm, đưa tay tôi coi tiếp cho. Trời đất ơi. Trời đất ơi, cái đường Linh Đờ Săng. Đường gì? Cái đường may mắn á. Oh. Mà vì hồi xưa là tôi là học chương trình Tây. Học Marie Curie ở dưới Châu Đốc đây. Hả? Cho nên là nói toàn tiếng Tây. À, dạ. Có biết ăn rau muống xào tỏi bao giờ đâu, chỉ biết ăn rau muống xào thịt bò thôi. À, với lại bánh cốt xăng thôi. À, vậy. Trời ơi, cái đường Linh Đờ Săng tức là cái đường may mắn. Dạ. Tại sao nó lại, ôi giời, sao nó chui dài thế trong đây đây? Không. Thẹo. Thẹo mới hút mỡ xong. Trời ơi. Kỳ quá.
làm chi? Bàn tay thon thả quá. Dạ. Trời đất ơi, cái đường lên đường xăng tại sao nó cua một cái vòng cua đờ sắt như thế này? Là sao cô? Nhà ở cua đờ sắt còn có giá huấn chi là bàn tay của ma đà. Trời, cái bàn tay này phú quý kinh khủng lắm. Chắc chắn là ông nhà sẽ làm lớn để bà ma đàm hưởng lây. Lớn gì cô Út ơi, chồng em bây giờ đâu có làm lớn. Chứ làm cái gì? Thổi kèn cho ma nhạc lắm mà. À, không sao. Dạ. Bill Clinton thổi to tí te mà còn làm tổng thống Mỹ kìa mà. Dạ cô. Dạ. Trong tương lai chồng em sẽ làm tổng thống hả cô? Đấy. Ê, quá sức tưởng tượng rồi. Nhưng mà dạ. Làm lớn rồi đấy. Dạ. Cái hột xoàn nó lại bé quá, lại không xứng. Hôm trước tôi đoán cho cái bà kia đoán hay quá, mới rút hột xoàn nó tặng tỏ liền đấy. No problem. Chuyện gì nhỏ. Dạ, cúng tổ, dạ, cúng tổ đồng thành của con. Cô biết không, mới đây nè. À, hả? Hột xoàn tấm thì cũng hơi khó bán đấy. Có sạch không? Sạch lắm, chút xíu, bỏ chút xíu than thôi à. Hột xoàn tấm mà có tí bọt tí than thành hạt é mẹ rồi. Sao? Chỉ có chuyện nhỏ. Mới đây nè, em mới cho thằng ghép em một hột xoàn 3 carat. Chuyện này là chuyện nhỏ, 3 carat còn dám cho kép em mà. Thế à? Bởi vậy cho nên nó ôm bàn tay em lên, nó hung. Nó hung, nó còn hát bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa. Mà đàm chắc có học cái lớp coi như là cái lớp opera thì phải. Không, ôm vô, người ta ra em vô. Trời ơi, vui tính quá nha. Dạ. Thôi nhá, bây giờ khí sắc là thông lắm. Dạ. Rồi nhá. Phú quý giàu sang. Dạ. Lắm rồi. Bây giờ có nghĩa là mỗi tuần tới tôi một lần, khí nào. Dạ. Nghẹt tôi thông hết cho. Dạ. Nhá. Bây giờ hẹn cô đúng tuần sau ấy, em tới cũng thông khí cho em ha. À, dạ. Trời ơi. Bài gốc ha. Tuyệt vời, sang trọng quá đi mất thì thôi ạ. Excuse me. Hola amigo. Gì vậy mẹ? Tự nhiên hola amigo. Thôi chết, cô Út tưởng là mẹ. Trời ơi. Nhìn mặt giống mẹ thôi, mời vào, mời vào coi mặt bói chứ. Mặt ta giờ hôn mẹ. Mời vào, mời vào, mời vào coi bói. Giận hết sức kìa. Mời vào nha, ôi trời ơi. Này, hôm nay bà đỏ đắt khách quá. Này, bây giờ ngồi yên nhá. Dạ. Để cho Út nói. Dạ. Út nói sai, Út bỏ nghề ngay. Dạ hả thiếu? Có phải đến đây vì chuyện tình duyên không? Trời ơi, hữu hồn mà. Út nói đúng quá. Cô nói thiệt với Út nha, cô đang đau khổ lắm Út ơi. Sao thế? Út biết sao không? Hồi năm ngoái á, cô có về Việt Nam, cô có thương một người, rồi cô tìm cách lãnh sang bên này. Ừ. Đó, lãnh sang bên này rồi lúc đầu sống hạnh phúc lắm. Ừ. Cái cuối cùng mới tuần rồi kìa, cô vẫn đi sổ lỗ tai. Ừ. Cái bị khác sổ lỗ mũi đi luôn rồi. Trời đất ơi, đàn bà gì mà sao lại bạc tình bạc nghĩa thế nhỉ? Hả? Út nói ai vậy? Thì cái cô vợ mà ông rước từ Việt Nam sang đây. Trời ơi, hú hồn. Người ấy không phải đàn bà, mà là đàn ông. He's a boy, very strong man. Nhưng mà cô nói thiệt với Út quá nha, cô còn thương, cô còn khổ. Chứ con hết thương mà chảnh với con hả? Xin lỗi Út à, tạt nước trôi phấn hôm nào không hay á. Đừng chảnh với bà. Cái tướng ngú ngoa ngú ngoài Út chóng mặt quá. Xin lỗi Út nha, coi vậy chứ chị cũng men lắm mà. Thôi được rồi, chị men vào đây, chị men vào đây. Đây, vào đây. Này, đàn bà thiếu gì không yêu lại đi yêu đàn ông chán lắm. Trời Út ơi, đàn bà thương đàn ông là xưa rồi. Thời buổi bây giờ là phải đàn bà thương đàn bà, đàn ông thương đàn ông. Đó mới là fashion. Út ơi, Út có coi Thúy Nga Paris không? Có chứ, coi nhiều lắm. Ai cũng khen Nguyễn Cao Kiều Duyên đẹp mà dễ thương hết á. Nhưng mà con đâu có kết. Con kết người khác. Dạ con kết Nguyễn Ngọc Ngạn. Này, tôi nói thật nhá, tôi thấy cái ông Ngạn vừa già vừa lẩm cẩm mà kết làm gì. Trời ơi, Út đừng coi thường ổng nha. Ổng già mà lẩm cẩm nhưng mà đầy kinh nghiệm.
nhưng mà nói chơi dốt thôi. Trường hợp Nguyễn Ngọc Ngại là trường hợp ngoại lệ, ổng thuộc dạng lão ngoan đồng rồi. Ôi giời. Còn cỡ con hả, vớt Hồng Hài Nhi không à? À thế à. À thôi bây giờ Út ơi, Út coi giùm con, Út ơi, nãy giờ nói chơi hoài con khổ quá Út ơi. Coi thì dễ thôi, bây giờ coi tình duyên thì cái trước tiên là phải coi công danh. Dạ. Công danh mà nó lên vùn vụt thì không phải một boy mà 100 boy nó cũng bám. Vậy hả Út? Nhưng mà trước tiên coi ấy thì có biết xứ Mỹ nó có cái gì hay không? Xứ Mỹ sao Út? Xứ Mỹ thì no money thì no talk. À ha, no money no talk. Dạ tiền nhiều thoát nhiều, tiền ít thoát ít. Très bien. Dạ, con hiểu rồi Út ơi. Cash only nha. Ủa, sao vậy Út? Út sợ khai thuế lắm. Con biết mà Út. Đồng hương mình với nhau mà kinh nghiệm lắm. Rồi. Dạ Út nhận giùm. Rồi, cái này tổ nha, tổ chứ không phải Út nha. Ôi, dạ, đấy. Dạ. Cứu nhân độ thế thôi. Thôi nha, bây giờ bắt đầu nha. Dạ. Bây giờ nhìn thẳng vào mắt cậu em. Dạ. Tôi đoán ngay thế này. Ở ngoài đời có hai tên phải không? Không có đâu Út ơi, từ nhỏ tới lớn có một tên à. Phải, chắc chắn là phải có hai tên. Dạ không, có một tên nè Út ơi. Thế bây giờ tôi hỏi tên gì? Dạ Cẩm Hường. Thì đúng rồi, tên Cẩm với tên Hường không phải là hai tên Cẩm Hường à. Trời ơi Út, hay dễ sợ, hay dễ sợ. Rồi, bây giờ đoán vào công danh nha. Dạ, công danh Út. Bây giờ là phải xòe tay tôi coi, tôi đoán về công danh. Dạ. Nam tả nữ hiểu. Dạ. Nam tả nữ hiểu. Còn cái này nam nữ. À, cái này à chắc thuộc về ba dọi thôi, đưa mẹ hai tay đoán luôn. Sao thế này? Trời đất ơi, con sắp đài hả? Trời đất ơi, tôi nói cái này lắng tai nghe nhé. Dạ. Thế gian này có ba người có bàn tay đặc biệt như cậu em. Trời ơi, dữ vậy không? Người thứ nhất là hoàng đế Napoleon. Dạ. Người thứ hai là tổng thống Kennedy. Dạ. Người thứ ba là Tưởng Giới Thạch. Còn người thứ tư có biết là ai không? Dạ ai vậy Út? Chị... Hả? Người thứ tư là tôi phải không cô Út? Trời ơi, Madame. Ta tính đi chạy tới gọi Madame tới đây đây này. Gì, cô Út đang moi tiền thêm hả cô? Bây trời, Út chỉ làm nghề cứu đời thôi. Yeah. Nhưng mà hôm nay đấy nhá, tự dưng Út, hôm nay đúng là thiên duyên tiền định. Tự dưng coi bói hai người khách, lại có hai cái bàn tay như thế này. Trời ơi, cái đường Linh Đờ Xăng nó kéo dài, nó nhập vô thành một cái đường Linh Đờ Cơ. Mà nhập vô thế thầy hợp á, mà có một cú sét ái tình thì người ta gọi là l'amour c'est pour rien. Trời ơi, hai bàn tay nào mà kết hợp là hạp lắm nha. Hai người mà kết hợp với nhau có chi bằng là hoàng đế Napoleon mà kết hợp với lại Từ Hy Thái Hậu. Tây mà kết hợp với Tàu á, chắc đẻ ra con lai xinh lắm. Trời ơi. Nghe nói thì cũng ham, có điều phải lúc bỏ thằng chồng với thằng kép cũng uổng. Mà mấy cái hệ kia rành quá rồi, dành đổi hệ chết luôn. Trời ơi, Phúc này kỳ thiệt nha. Hồi nào giờ mình mê đàn ông không à. Tự nhiên hôm nay gã gái cho mình à. Nhưng mà nhìn tướng mẹ này cũng giống boy lắm. Ok, let me try. Vậy thì Napoleon xin mời Từ Hy Thái Hậu đi ăn bánh croissant được không? Không, Từ Hy Thái Hậu không thích croissant. Từ Hy Thái Hậu chỉ thích bún riêu à. Bún riêu mà để mắm tôm nhiều nhiều Từ Hy Thái Hậu mới chịu đó. Vậy hả? Thích thì chiều. Vậy xin mời Từ Hy Thái Hậu đi ăn bánh bún riêu. Ok. Trời gì vậy mẹ? Thô bạo vừa phải thôi chứ. Da người ta mỏng dánh xôi vậy hả? I'm sorry. Go. Con lại hôm nay con...